Chào anh em, chúng ta cùng quay trở lại với chứng khoán phái sinh và một vài nhận định cho bên cơ sở. Phiên ngày hôm thứ sáu chúng ta có một phiên mà giằng co độ thị trường gì F1 tháng mới đang xây dựng, tiếp tục xây dựng nguyên nhân, và sau khi cái nhịp mà mở đầu phiên sáng thì có một nhịp mà gáp giảm và chúng ta view là sọt về vùng 0405 đúng không ạ, vùng biên dưới. Tuy nhiên sau đó thì mọi người có thể lưu ý là gì, nó tạo ra cho mình một cái vùng bias khá hẹp đúng không, từ 02 đến 06, loanh quanh vùng 0506 như vậy. Ở những vị thế mà chúng ta sọt ở cái vùng giá 0405 này, ở 05 bên trên chúng ta phải chốt ở bên dưới 02 03, và cuối phiên là gì, mình view có một nhịp long đúng không ạ? Cuối phiên mình view một nhịp long ở vùng 02, 03 và target lên trên vùng 07.x, 08, 09 đúng không ạ? Mình view tiếp tục up lên. Thì lý do tại sao thì cái nhịp cuối phiên chúng ta có thể view up lên được? Thứ nhất là VN30 đúng không ạ? Quay trở lại đỡ. Thứ nhất, những cái cổ phiếu mã trụ bán lẻ như kiểu là chúng ta thấy có Masan đúng không? Đỡ kéo khá ổn, dòng banh chỉ là những nhịp mà điều chỉnh rung lắc thôi. VN30 vẫn ổn, index thì rõ ràng là những cổ phiếu vẫn có dòng tiền vào đánh. Cộng với câu chuyện gì, chúng ta có những cây von short đúng không, thấp dần và volume long quay trở lại đánh. Đó, kể cả M3, M5 mọi người nhìn thấy này, rất rõ ràng nhá. Giá chỉnh von giảm đúng không, xuất hiện những cây xác nhận của volume M5 đánh cuối phiên. Đó, cuối phiên mình view là lên lớp gap, có thể là gì, một nhịp tái tích lũy đi lên, tiếp tục đi lên, và cũng có thể là gì, test lên LPSI và gãy xuống, thì chúng ta sẽ cùng chờ trong phiên mai. Về điểm đánh em trước thì cũng tương đối đơn giản thôi. Chúng ta view là tất cả những nhịp mà short chốt lời 0203 và cuối phiên chúng ta view long lên. Đó. Chúng ta view long lên 09010 mới short được đúng không ạ? Và cái nhịp cuối phiên mà không có giá 09010 chúng ta chốt long, chúng ta nghỉ thôi. Biên hẹp thì mọi người chốt long và mình view là gì, cái nhịp sau lúc đó là giờ 14:13 và mình view là sau 2:15 thì sẽ chốt lời long ở vùng 0709. Đó, chốt long 0809, đấy là lệnh ngày hôm trước đúng không? Thì khoảng 2:15 bắt đầu nó kéo đó. Đây này, 2:13 mình view là khi mà giá đang ở 04 đúng không, 03 thì view mọi người là gì, chúng ta sẽ chốt lời ở vùng 07x09x sau 2:15 nó kéo. Mọi người có thể lưu ý là gì, chúng ta có đây. Thứ nhất, 2:05 bắt đầu con sóng sau khi nó tạo ra chốc tăng, đoạn chốc tăng trở lại. 2:15 một nhịp rũ bỏ về lớp gap 0304 đúng không? Mình long thôi, và cái nhịp rũ bỏ này thì có volume giảm đúng không? Là những cái nhịp mà pullback về thì chúng ta có thể là long tại Quasimodo, long tại OB, và mục tiêu là gì? Tất nhiên rồi, vượt có von vào đấy, chúng ta view là lên trên vùng biên trên đúng không, hoặc là ít nhất chúng ta phải view là gì, quét SL hết cái đội sọt ra đó. Trước đó thì chúng ta có một cái nhịp đội sọt, họ nhảy vào, họ sọt ở 06 này, 05x này, họ sọt cái đường trên line này, và chúng ta sẽ phải view là gì, nhà cái họ sẽ đi quét stop loss đúng không. Thì ở bên dưới vậy, đội họ cũng quét stop loss, đội long ở đây chính là thanh khoản, và họ quét xong họ bên đây này mọi người, đây long này và quét đi lên. Thì mục tiêu của nhà cái thì họ luôn luôn họ quét thanh khoản thôi ha. Về bên cơ sở thì sao, chúng ta thấy bên cơ sở thì volume thanh khoản tăng dần đúng không, khá ổn, và tất nhiên rồi, chúng ta view tiếp tục là một nhịp tái tích lũy và đi lên với câu chuyện là gì, dòng tiền khá ổn đúng không, sau khi mà nó quay trở lại biên TR từ vùng giá 1.200 2x 3x bên dưới và vùng 8x cộng trừ bên trên thì thanh khoản khá ổn rồi. Mặc dù có nhiều cổ phiếu riêng lẻ cộng với các cái trụ bán lẻ kéo, tuy nhiên là không thể khẳng định, không thể phủ nhận là gì, index hồi phục tốt và xác nhận manh nha, xác nhận một nhịp gì break khỏi đường xuống giảm và thanh khoản tăng dần thì rõ ràng cái câu chuyện là gì, chúng ta đang thấy được index quay trở lại về trend tăng của trạng này, và tất nhiên rồi ưu tiên gì, canh chỉnh mua lên trước khi mà nó có cấu trúc giảm trở lại đúng không, thì rõ ràng đây là một cái trend tăng của trạng này rồi, thì tất cả những nhịp nó test về LPS đó, thứ nhất là mình có thể đo Fibonacci từ thời điểm nó điều chỉnh
Vùng giá 0.5 0.618 thì chắc chắn chúng ta sẽ phải đánh đánh index rồi. Đó, nếu như có về đây. Đó, còn kịch bản thì chúng ta vẫn ưu tiên là gì? Đi lên tiếp và test lại được gap này và đi lên luôn. Đó, thì mục tiêu nếu như mà kịch bản index mà đánh đánh lên thì chúng ta sẽ target về đâu? Đó, mốc đầu tiên chúng ta sẽ target về 1355 và tất nhiên rồi, quanh cái vùng 1399 1400 và chúng ta sẽ đánh điều chỉnh xuống. Như vậy là chúng ta sẽ giai đoạn này chúng ta cũng chờ đợi thêm xem là liệu sẽ có những tín hiệu của side uptrend đi lên không. Side uptrend đó, side uptrend đi lên và những cú test thành công, backup thành công đó, backup thành công, test thành công ngon nhỏ ở đây, sau đó thì vượt đỉnh và đi lên tiếp, thì lúc đó chúng ta mới xác nhận là index tái tích lũy, đúng không? Thì giai đoạn này giai đoạn mà đang chờ đợi những cái phiên test lên trên vùng cung đó, thì rõ ràng cái vùng giá quanh quanh cái mốc giá 80 cộng trừ đến đến 90 là những vùng cản mạnh rất mạnh của index. Thì khi mà cổ phiếu lên trên những vùng giá như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ không lên FOMO, đúng không? Chúng ta sẽ một là chờ điều chỉnh, hai là chờ nó vượt qua dứt khoát và chờ test lại vòng nhỏ, thì chúng ta sẽ đánh hàng. Tuy nhiên là gì, những cổ phiếu chúng ta đã mua tại vùng lền, chúng ta đã gia tăng tại những điểm có SOS sai uptrend thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm như kiểu là HAG. Chúng ta đánh HAG đúng không? View rất rõ ràng rồi. Chúng ta đánh ở vùng 10 chấm X, chúng ta mua hàng thêm ở 12 chấm X và chờ đợi một phiên xác nhận như ngày hôm trước là có thể mua thêm ở phiên sáng. Những cổ phiếu như vậy thì chúng ta đã có gì? Có tái tích lũy rồi và chúng ta thấy là dòng tiền vào von cạn von quá chuẩn cho một nhịp đánh HAG đúng không? Tái tích lũy này. Đó. Mọi người có thể kẻ một kênh đi ngang nhìn rất rõ thôi. Đó, sau khi mà check out về đây có chốc tăng, có UA, có Spring đúng không, có side of trend test lại LVS đúng không, sau đó xác nhận một phiên volume cao cao nhất trong cái nhịp mà nó điều chỉnh này đúng không, và chúng ta có một nhịp SOS thì chúng ta sẽ chờ gì, chờ tái tích lũy đấy, test lại thành công, backup thành công và đi lên. Đó, thì mục tiêu của HAG tất nhiên chúng ta sẽ đo về ít nhất phải x2 từ cái vùng vùng gom hàng này, ngắn là 16, dài tất nhiên là x4 là vùng 21. Đấy là những nhịp chúng ta sẽ target và chúng ta có rất nhiều cổ phiếu chúng ta đang săn được. Như vậy chúng ta sẽ tiếp tục hậu lãi nhá. Mọi người thấy là giai đoạn chúng ta có rất nhiều cổ phiếu trong danh mục này. Đều cổ phiếu mình đã cho rất rõ ràng, dứt khoát rồi ở trong nhóm nhá. Có những cổ phiếu như HAG chúng ta phải mua full từ thời điểm mà nó đánh cái cây sáng ngày hôm trước nhá, là đã có full hàng rồi, hoặc là nếu như cái những nhịp mà nó test lại thành công thì mọi người có thể là canh mua full, nhớ là phải test con nhỏ nhé. Đó, thì đây là những danh sách cổ phiếu chúng ta nắm giữ, cũng không nhiều quá đúng không, không nhiều quá, đều là những cổ phiếu khá khỏe so với thị trường chung mọi người nhé. Mặc dù có những cổ phiếu T2 phải T chưa hàng về này cũng được 3%, 14, 10%, thì những cổ phiếu đối với những cổ phiếu chạy khoảng tầm 20 đến 40% thì mọi người nếu như mà lên trên những vùng mà index gặp cản, mọi người có thể chốt một nửa hoặc là chốt một phần được. Có như TIG mọi người thấy là 30%. Mua mới TIG cũng được. Cũng được tương đối nó cái vùng giá mình mua thêm vùng giá 10 10 13. Đó TIG thì cũng có 15% rồi. Những cổ phiếu như TLG, VGT 30 mấy phần trăm. VGS, NHA đúng không? 3 mấy phần trăm. Thời điểm chúng bắt đáy. Thì những thời điểm chúng ta gia tăng thêm thì chúng ta có thể là chờ những cái nhịp T hàng về và đâu đó cổ phiếu chạy được khoảng tầm 15 đến đến 25%, mọi người có thể chốt một phần cũng được. Thì chúng ta sẽ chờ những phiên test lại. Thì lưu ý là có những cổ phiếu sẽ test lại và những cổ phiếu khỏe nó sẽ đi lên thẳng luôn luôn. Đúng không? Ví dụ như VGI mà ai mà chốt thì mất hàng. Đúng không? Nếu như cứ chốt thì mất hàng, nên là nếu như ai mà hold sóng thì hãy tự tin vào cái phương pháp đánh của hệ thống của mình. Đó, còn đối với những cổ siêu cổ như VGI thì không biết đâu là đỉnh đúng không, thì những cái nhịp mà nó tái tích lũy giá mà tái tích lũy mà break lên thì chúng ta có thể tham gia tiếp tục, nhưng mà đối với những vị thế mà nó quá cao rồi chúng ta sẽ cũng lên cẩn trọng. Tuy nhiên là chúng ta sẽ áng được những cái target khi mà nó tạo ra một vùng vùng lền như đây chẳng hạn, thì chúng ta sẽ áng được những target từ cái thời điểm đó đạp xuống gom hàng đến thời điểm break lên đúng không, thì đâu đó VGI nó phải chạy lên vùng 1.000 à 100 125 130.
đúng không? Thì chúng ta sẽ chờ tái tích lũy, những cổ phiếu này thì không thể chết được và chờ tái tích lũy đi liên tiếp. Nó giống như kiểu CTD ở cho trung hạn. Mọi người đánh CT, mọi người nhìn cái chart dài này. Gom thì ở đâu quanh những cái vùng, từ cái vùng giá 6x đến vùng 3x này thì có vốn, có tiền thì gom thì không bao giờ sợ sợ cả. Tại vì chart của nó đang xác nhận cho mình những cái tín hiệu của trong pha D rồi. Chờ vượt thằng này là trong pha E này. Mọi người thấy như CTD, những cổ phiếu test lại thành công này. Pha E là pha cái vượt 86 này. Vượt 86 cái đoạn này chờ tái tích lũy thôi. Đó, những cổ phiếu như kiểu CTD là những cổ phiếu mà chúng ta sẽ quan tâm, đánh trung hạn là chúng ta sẽ đánh đâu đó là vượt đỉnh lên trên vùng 150 trước, có báo mọi người là ít nhất vượt đỉnh 150 hoặc xa thì có thể vùng gần 300 cơ. Nhưng mà cái nhịp mà lên 300 cũng tương đối lâu, mất nhiều thời gian. Như cổ phiếu như CTD thì đối với những nhịp mà index mà điều chỉnh thì sẽ là những nhịp mà anh em có thể chơi chơi trung hạn được nhé. Đó thì cổ phiếu như CTD dạng như này thì chờ test lại mua tiếp thôi. Chúng ta có thể chơi ở vùng giá từ 63 đến 68 thoải mái, đúng không? À, về T cộng chúng ta vẫn có thể chơi đấy. Còn về trung hạn chúng ta sẽ chờ một nhịp đánh vượt 87, và nó cũng là một siêu cổ trong thời gian tới nhá, cũng không kém VGI đâu, nhưng mà nó tái tích lũy tương đối lâu nhá, nó không thể chạy nước rút kiểu dạng mạnh được. À, tại vì trên vùng này là vùng cung tương đối khỏe, nó sẽ cần phải chờ chờ tái tích lũy ở trên vùng này. Có rất nhiều cổ phiếu có dòng tiền vào và chúng ta tiếp tục hold như dòng P này. Những cổ phiếu như VGT, TNG đúng không? Chờ lọc tái tích lũy đúng không? Hấp thụ cung. Chờ những nhịp rũ bỏ LHA này, dòng tiền vào, mọi người thấy không? Đánh quá khỏe. Thế những cổ phiếu kiểu dạng như vậy chúng ta sẽ hold. Sẽ phải hold. Và tất nhiên mục tiêu là lên những vùng gap này, 36 cộng trừ và gần nhất chính là những mốc đỉnh cũ đúng không? Gần nhất ở quanh 30. Đó, chúng ta sẽ chờ đợi những nhịp mà quanh 30, sau đó thì giá nó có nhung rung lắc về vùng vùng 25, 25 cộng trừ và chúng ta sẽ đánh tiếp lên vùng 35. Thì LHA là những cổ, một trong những cổ phiếu chúng ta sẽ canh đánh đúng không? Sẽ canh đánh thì nhớ là những khi mà nó break khỏi đỉnh và có test lại thì tất cả những cổ phiếu có dòng tiền khỏe thì cứ vùng đỉnh cũ chúng ta mua. Còn LHA thì mua quanh quanh giá 24, 25 trở xuống thì chắc chắn có lãi. Mọi người tất cả mua em trước nó vẫn tê về cũng đủ khỏe có lãi. Với câu chuyện dòng tiền vào đánh thì không bao giờ chuyện gãy được. Và gãy về đây thì cũng là bật tăng lên thôi, nhớ nhé, lưu ý là như vậy. Thì giai đoạn này là giai đoạn mà index có rủi ro là rủi ro điều chỉnh thôi chứ không phải rủi ro gãy. Có rất nhiều người mà gãy về đây. Nhưng mà thực tế mình chưa thể view gãy về đây được. Nếu giả sử gãy về đây thì chúng ta thấy là gì? Có rất nhiều cổ phiếu chúng ta có thể tham mình đánh được. Và tất nhiên rồi, cái vùng giá gần nhất của index chính là cái vùng vùng demand này, rất khó có thể phá được qua đó. Và manh nha những cổ phiếu dòng banh đang quay trở lại thì đáo hạn tháng này thì chúng ta vẫn view ưu tiên canh canh chỉnh long đó. Ví dụ chúng ta sẽ xem vào những time frame lớn để chúng ta sẽ bắt được long ở đâu, vì 30 F1M rồi. Về chart, về chart ngày chúng ta thấy là gì, đang là một cái xuống tăng, đang xuống tăng với đáy sau tăng dần, và những vùng gap đây chính là những vùng vùng gap, và đây gọi là gì, volume imbalance đúng không, volume imbalance, volume balance price, nhìn chung là những vùng gap đó. Và những vùng gap này chúng ta sẽ chờ đợi những nhịp mà lấp gap và những nhịp mà lấy thanh khoản trong và tiếp tục đi lên đó cho chặng ngày đó. Thì lưu ý là gì, chặng ngày ngày hôm trước nó cho mình một cái cây cây inside bar, và nếu như nó xác nhận một cây, giả sử nó xác nhận một cây mà đóng đóng nhấn chìm này, à thì lúc đó chúng ta sẽ cần phải quan sát lại, test lại thì điều chỉnh sâu hơn về vùng 1.204x trước khi đi lên. Còn nếu như mà tiếp tục chặng ngày nó cho mình một cái nhịp mà tạo ra một cây cây background đúng không, với volume tăng dần tăng mạnh, thì chúng ta sẽ chờ những phiên test và chúng ta sẽ tiếp tục đánh buy lên, đánh long lên. Về xu hướng thì ưu tiên canh chỉnh long từ chạc ngày nhé, chạc ngày cho xu hướng tăng. H4 chúng ta thấy nó vẫn là một xu hướng tăng, giá tuy nhiên là giá đang manh nha, có những yếu tố tạo lên trên trên vùng quá mua và phân kỳ, và chúng ta sẽ xem là à như vậy là bên tay trái của nó có vùng cản mạnh nào không,
Thì bên tay trái chúng ta có một cây doji kinh của khung ngày này. Đó thì lưu ý nhé, về chặt ngày chúng ta sẽ cùng quan sát ở trên mốc giá từ 26 đến đến 36. Đó. Bóc lại thì có thể là vùng 30 đến vùng 37. Nhìn chung là trong cái cây doji kinh từ 30 40, mọi người lưu ý là chúng ta sẽ có những nhịp mà điều chỉnh giảm mạnh. Thì nếu như ngày mai là một phiên mà giá kéo lên luôn thì chúng ta sẽ chờ đợi mốc giá từ 28 30 mép dưới và 40 bên trên, trung bình khoảng tầm 35 cộng trừ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đánh một nhịp xó chỉnh. Đó, chúng ta sẽ đánh một nhịp xó chỉnh ở đây. Thì kể cả bên cơ sở, lưu ý là bên cơ sở chúng ta sẽ chờ đợi những cái phiên mà điều chỉnh khi mà thằng phái sinh nó lên cái mốc 1.303x cộng trừ, và chúng ta sẽ chờ những nhịp điều chỉnh và test lại những vùng vùng 85 đến 993, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đánh đánh long liên tiếp. Như vậy là chúng ta đang chờ đợi một nhịp điều chỉnh khi mà phái sinh lên trên vùng này. Đó, lúc đó thì index chạy lên đâu cũng được, nhưng phái sinh cứ lên vùng này thì chúng ta cẩn trọng những nhịp điều chỉnh nhá. Tại vì đây là vùng một vùng cung rất mạnh của khung ngày. Chưa? Chúng ta có H4. Cẩn trọng những yếu tố phân kỳ. Tuy nhiên nhớ nhá, một xu hướng tăng mạnh RSI trên trên 7 75 80 là một xu hướng tăng mạnh thì cứ test lại những gì MSMA 20, test lại low band chính là những vùng đẩy giá lên, đúng không? Thì rõ ràng là gì, ưu tiên canh chỉnh long lên thôi. Tất nhiên ngắn hạn thì có những nhịp điều chỉnh, nhưng mà về xu hướng chính của tháng này vẫn là gì, ưu tiên canh chỉnh để long lên nhá, xuống xuống long cho đó hạn. H1 cũng vậy, mọi người thấy không? Đây này, ZA tăng mạnh, được chưa? Tái tích lũy xác nhận này, nó phiên đáo hạn chúng ta đánh đánh big long đó. Thì tiếp tục thôi, ZA thì chúng ta đâu đó thì lên đây có phân kỳ, cũng cẩn trọng những vị thế cần phân kỳ. Tuy nhiên chúng ta thấy là ngày hôm trước chúng ta có một cái vùng vùng TR từ vùng 02 đến 06. Và nếu như H1 nó đã đóng một cái cây cây lên breakout như vậy thì chúng ta sẽ chờ test lại cho long lên. Đó thì mục tiêu chúng ta vẫn ưu tiên canh chỉnh long trước khi vùng này phá qua. Giả sử H1 đóng một cây lên gập xuống như thế này thì chúng ta mới short ở cái vùng bay này, chúng ta sẽ view về lớp gap ở đây. Đó, thì cái vùng này rất quan trọng, thì nó đóng vai trò là vùng vùng demand. Vùng demand đúng không? Thì rõ ràng chúng ta có một cấu trúc là gì? Drop, bay, rally thì test lại là vùng mà chúng ta mua lên thôi. Còn khi nào nó phá qua được đúng không? Thì nó trở thành vùng vùng SNR, lúc đó thì chúng ta mới mới bán xuống. Nói về thằng phái sinh nhá. Như vậy là phái sinh vẫn ưu tiên canh canh chỉnh long trước khi mà gãy thẳng được thằng này, đóng đến thùng thằng này thì chúng ta mới mới sọt từ vùng này đi xuống lớp gap. Sau đó chúng ta mua lên. Đó. Về M15 thì sao? M15 thì vẫn là một xu hướng mà đi ngang ngày hôm trước, đúng không? Ngày hôm trước thì rõ ràng là một nhịp mà đánh dưới SMA20 và nó đang test lại vùng gần vùng cung ở bên trên, chứ là vùng gap ở vùng 0,09 cộng trừ. Cái vùng này buổi sáng nếu như mà nó không vượt up lên mạnh thì chúng ta sẽ vẫn là những nhịp test lại vùng 0,405, chúng ta có thể mua lên đánh đánh trên vùng này. Đó. Còn nếu như một nhịp mà nó vượt luôn ở trong ATO thì chúng ta sẽ chờ những nhịp mà retest lại LS và chúng ta sẽ mua lên. Đó thì chúng ta sẽ chờ trong phiên ngày mai thôi. Kịch bản thì mình đã có chi tiết trong Zoom rồi. Đây. Nó đơn giản thôi, chúng ta có một vùng bay là con M5. Chúng ta có một vùng drop rally này. Rally bay rally thì rõ ràng vùng này đóng vai trò là vùng 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 demand, đúng không? Giá về đây sẽ có phản ứng, chúng ta có thể canh một lệnh long ở đây. Từ vùng giá 95 đến đến 96 cộng trừ, 96x 97. Rồi bên dưới đây chính là vùng này. Đó, những vùng này đáy cũ đúng không ạ? Vùng 83 84. 84x. Rồi gần nhất chúng ta có M5 này. Đây chính là gì? Đây chính là vùng OB của M5. Thì rõ ràng vùng biên dưới ở vùng 02, 04 vẫn là vùng mà chúng ta long lên. Rồi vùng mà đây, nếu như đây là một cái bias tích lũy ở đây có sai hợp trang thì test lại thành công, thì cái vùng giá breaker ở vùng 05 này chính là vùng mà chúng ta long long tiếp và đi lên. Và nếu như mà vượt được thằng 90 11 này, test lại vòn nhỏ dòng tiền vào banh kéo các thứ viên 30 đồng thuận, chúng ta đánh đánh lên, đánh long lên. Và mục tiêu thì chúng ta view rồi 26 36 và chúng ta sẽ canh gì, tín hiệu đảo chiều ở đây. Một là con M1 sẽ có chốc bót giảm, hai là có cụm lên đảo chiều của M5 M15 gì đó đúng không ạ? Chúng ta sẽ sọt chỉnh mạnh ở vùng này xuống. Đó, chúng ta chốt lời long chọt sọt sọt mạnh nha. Rồi, nếu như kịch bản cho ngày mai mà thị trường quay trở lại test 90 thành công mà quay trở lại
đạp thủng thằng 0405 với von to và dì tét von nhỏ mà gỡ được vùng 02, chúng ta sẽ sọt luôn về vùng 9x và vùng 8x, sau đó thì gom long ở đây đi lên. Đó thì chúng ta có hai kịch bản, nhưng mình đang ưu tiên hơn cái kịch bản nó sẽ vượt lên luôn và lên trên vùng 2636 trước khi mà có nhịp mà rung lắc điều chỉnh ở cái vùng này đi xuống mạnh. Đó thì chúng ta chờ trong đầu tuần sau nhé. Kịch bản là có trong Zoom Zalo giúp khách hàng rồi, mọi người follow sát nhé.